yeah. Zero, zero, zero. Going crazy, going out of my mind. Thinking I might lose you. Ba hả? Em nè, em quyết định cả nhà mình sẽ đi chơi dịp Tết này nha. Thôi em lên kế hoạch hết rồi. Bây giờ anh không cần phải lo gì hết, mọi thứ em sẽ chuẩn bị chu đáo, anh chỉ cần lo tiền thôi. Ha, quyết định vậy đi, tối về mình nói chuyện. Bye bye. Ha, Vân đang lên kế hoạch. Cả nhà Vân sẽ đi chơi trong dịp Tết Tây này. Vân nghĩ đây sẽ là một thời điểm vô cùng phù hợp, bởi vì chúng ta đã làm việc vất vả cả một năm rồi, đã đến lúc chúng ta nên nghỉ ngơi, thư giãn và lấy lại năng lượng. Và đây cũng sẽ là một dịp để cả gia đình, tất cả mọi thành viên sẽ kết nối với nhau nhiều hơn. Chà, vui thì có vui, hào hứng thì có hào hứng đó, nhưng mà cũng có một điều Vân hơi lo lắng. Lỡ mà chẳng may cả gia đình vừa đi du lịch về mà lại đúng lúc đó có khách đến chơi nhà thì lúc đó làm sao mà dọn dẹp cho kịp. Làm mới lại căn nhà của chúng ta trong dịp đầu năm mới không phải lúc nào cũng là một điều dễ dàng. Thậm chí nhiều khi nó còn làm cho chúng ta rất là đau đầu nữa. Nhưng mà đừng lo, ngày hôm nay Vân sẽ chia sẻ với các bạn những cách vô cùng đơn giản để chúng ta có thể tận dụng những món đồ có sẵn trong nhà. Thậm chí là những món đồ đó xém chút xíu nữa là chúng ta sẽ bỏ đi. Chúng ta sẽ cùng tận dụng lại thêm một chút sáng tạo và chúng ta sẽ cùng tạo ra những vật dụng trang trí rất là đẹp mắt. Và các bạn sẽ thấy bất ngờ với công dụng của những món đồ này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thử làm một vài vật trang trí cho phòng khách của chúng ta nha. Các bạn thấy những chiếc bình trang trí như thế này có dễ thương không? Rất là dễ thương đúng không? Với những chai thủy tinh, khi mà chúng ta dùng những cái loại thức uống xong hoặc là có những cái loại thuốc được đựng trong những cái chai thủy tinh như thế này thì đừng vội vứt những chiếc chai đi. Chúng ta giữ lại và chúng ta mua thêm dây thừng hoặc là những cái cuộn len để chúng ta có thể quấn tròn xung quanh cái chai, tạo ra những chiếc chai để chúng ta trang trí. Hoặc là với những cái chai nhỏ này thì mình cũng có thể dùng để tạo ra những cái bình để cắm hoa rất là dễ thương, để ở phòng khách cũng được, hoặc là trang trí một góc nào đó trong phòng ngủ của chúng ta cũng được. Các bạn có nhận ra đây là cái gì không? Đây chính là những chai rượu. Và với những chai rượu này thì thay vì mình bỏ đi thì Vân nghĩ là nó vẫn có thể tạo ra những chiếc chai để chúng ta có thể trang trí một góc nào đó trong phòng khách của mình. Mình sẽ dùng những cái bình xịt sơn và mình sơn hết. Màu sắc thì tùy các bạn. Thậm chí là chúng ta còn có thể vẽ lên đó những bức tranh nữa. Cũng có khi đó là một bức tranh cảnh vật hoặc là bức tranh về gia đình chúng ta chẳng hạn. Tùy sự sáng tạo của các bạn nha. Tiếp đến sẽ là những vật dụng trang trí nhỏ nhỏ dành cho phòng bếp. Đối với phòng bếp thì Vân nghĩ là chúng ta nên tận dụng những cái loại chai lọ là thứ nhất nè. Thứ hai là những cái loại rau củ quả có sẵn trong gian bếp nhà mình để trang trí. Ở đây thì Vân sẽ sử dụng củ hành tây. Củ hành tây có tác dụng đuổi côn trùng nè. Nhưng mà nếu như mà chỉ để hành tây như thế này thì rất là đơn điệu. Mình sẽ phải trang trí để biến củ hành tây trở thành một người bạn ở trong nhà bếp. Rất là đơn giản, các bạn sẽ dùng cọ. Sử dụng màu vẽ thì có thể mượn của các con. Và mình sẽ vẽ những cái gương mặt lên củ hành tây. Mặt dẫn dẫn. Hai em hành này mình sẽ đặt vào trong góc bếp. À, còn đây nữa, một phần của quả dứa hay còn gọi là quả thơm, thay vì chúng ta bỏ đi thì mình có thể cắt ra và cắm vào một chiếc lọ thủy tinh như thế này. Thay vì chúng ta trang trí bằng một cái bình hoa thì nó cũng quá là bình thường đi, thì mình sẽ tạo ra một mảng xanh ở trong nhà bếp. Và sử dụng một phần của quả dứa sẽ giúp cho góc bếp của chúng ta trở nên tươi mát hơn, mà màu xanh cũng đem lại may mắn cho căn bếp của mình trong dịp đầu năm mới nữa đó. Còn bây giờ sẽ là nhà tắm. Vân nghĩ là nhà tắm trong những gia đình, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ thì thường sẽ rất là bừa bộn, bởi vì có rất là nhiều những vật dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Thay vì chúng ta cứ vứt mọi thứ lung tung theo thói quen thì mình nên tạo ra những cái vật dụng để có thể đựng những cái thứ mà chúng ta hay để trong nhà tắm. Các bạn có nhận ra đây là cái gì không? Đây chính xác là một cái ống nước. Khi mà nhà của chúng ta sửa chữa hay là xây dựng thì thường có dư ra những cái đoạn ống nước như thế này. Thay vì bỏ đi thì chúng ta sẽ giữ lại. Kích cỡ thì cũng có khá là nhiều size khác nhau. Các bạn dùng những cái bình xịt sơn, mình sẽ sơn màu tùy thích. Và các bạn biết những cái ống nước nhựa như thế này mình sử dụng để làm gì không? Mình có thể để vào đây những cái máy sấy tóc hay là những cái máy kẹp tóc.
những cái loại lược mình cũng có thể để vào đây, vừa trang trí và vừa tận dụng lại những cái món đồ thay vì mình bỏ đi, rất là tiện đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng thử làm một cái kệ treo đa năng dùng cho nhà tắm nha. Ở đây thì Vân tận dụng những cái xô nhựa loại nhỏ, mình kết nối lại bằng một sợi dây thừng loại dày. Các bạn có thể để đâu đó ở góc sân vườn hoặc là trong góc nhà tắm, và chúng ta có thể để vào đây những chậu hoa nho nhỏ, hoặc là có thể sử dụng như là một cái kệ đa năng và chúng ta sử dụng trong khu vực nhà tắm chẳng hạn. Và Vân hy vọng là với những cái mẹo nho nhỏ này thì các bạn sẽ làm mới căn nhà của mình với những cái vật dụng đơn giản nhất, và nhờ đó chúng ta cũng sẽ cảm thấy ý nghĩa hơn khi được chăm sóc gia đình nhỏ của mình hàng ngày nhé. Trước khi đặt những cái vật dụng trang trí mà chúng ta vừa sáng tạo vào trong khu vực nhà tắm thì các bạn nên vệ sinh nhà tắm thật kỹ bằng nước tẩy rửa chuyên dụng. Đây là công việc mà Vân vẫn làm hàng ngày. Thì Vân có thể yên tâm đi chơi cùng với cả gia đình mình rồi đó. Nhưng mà để chuẩn bị cho một chuyến du lịch xa thì sẽ phải cần những thứ gì nhỉ? Các bạn hãy đón xem trong phần sau của chương trình nhé. Để có sức khỏe tham gia vào những hoạt động vui chơi trong dịp lễ, các bạn cần phải thoải mái tinh thần và relax tuyệt đối. Sau đây là một vài động tác yoga đơn giản giúp giảm stress cực kỳ hiệu quả. Ngồi ở tư thế thiền, hai bàn tay khép vào nhau, đưa cao qua đầu. Hạ hai tay ngang vai tạo thành hình chữ U. Nghiêng sang phải 90 độ, tay trái duỗi thẳng. Trở về tư thế hai tay giữ ngang vai hình chữ U, nghiêng sang trái 90 độ, tay phải duỗi thẳng. Trở về tư thế ngồi hai tay dang ngang. Tay phải đưa ra sau, xoay hông 90 độ, tay trái bắt qua gối phải, mặt hướng theo tay. Đổi bên và thực hiện động tác tương tự. Đan hai tay ra sau lưng, trụ trên hai tay, ngửa cổ ra phía sau. Cúi đầu sát mặt đất, hai bàn tay đan vào nhau, giơ thẳng lên cao. Về tư thế thiền. Nhà cửa đã được dọn dẹp và trang trí đẹp mắt với những vật dụng nhỏ xinh, vậy là đã thoải mái đi chơi rồi. Nhưng để có một chuyến du lịch cho cả gia đình thì cần những gì nhỉ? Đón xem phần tiếp theo nhé. Các mẹ ơi, khi mà cho các con của chúng ta đi du lịch cùng với cả nhà thì chắc chắn là chúng ta phải lên kế hoạch và ghi chép đầy đủ mọi thứ, là bởi vì khi mà cho các con đi như vậy, nếu như không có sự chuẩn bị thì Vân nghĩ là sẽ rất là khó khăn cho các mẹ trong một chuyến hành trình dài, nhất là khi các con của chúng ta còn rất nhỏ. Ngày hôm nay cùng chia sẻ với mẹ Ốc về chủ đề này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bà xã của ca sĩ Hoàng Bách, mẹ Thảo. Xin chào Thảo. Nếu như mà thử tưởng tượng nha, một ngày nào đó gia đình của mẹ Ốc với gia đình của mẹ Thảo mà chúng mình mà đi chung á, năm em bé này coi như là làm cho chúng ta sẽ te tua tơi tả. Nhà Thảo thì cũng đi coi như là rất là nhiều nơi rồi, nhưng mà nếu mà Thảo nghĩ là có sự chuẩn bị kỹ càng một xíu á thì bố mẹ đỡ vất vả hơn, và các con trong cái chuyến đi cả gia đình cũng cảm thấy thoải mái hơn. Đừng có nghĩ rằng là chỉ có những người lớn như chúng ta mới có sự trải nghiệm, mà ngay cả những đứa trẻ các con cũng cần phải lớn lên và được học hỏi nhiều thứ. Chính vì vậy cho nên bây giờ mình sẽ cùng nhau mình liệt kê ra những cái thứ mà không thể thiếu trong những chuyến đi để đảm bảo cả gia đình mình vẫn vui chơi một cách thoải mái mà vẫn lo được trọn vẹn cho các con của mình nhé. Tủ thuốc di động thì chắc chắn sẽ phải có nè. Thuốc hạ sốt này, băng dán này, băng cá nhân, băng cá nhân đúng rồi, bông gòn này, rồi gọi là thuốc sát trùng, thuốc thoa tất cả các côn trùng luôn đấy.
thuốc đau bụng mà. Nói đúng là những cái gì mà bình thường ở nhà các con hay gặp phải đấy thì mình cứ chuẩn bị bỏ vào tủ. Ví dụ mình đến một cái nơi nóng vẫn chị rôm sảy, hoặc là những cái loại kem thoa để làm dịu da, kem chống nắng nữa. Chính xác. Còn nếu như mà mình đến những cái nơi lạnh mà da các bé cũng nhạy cảm, dễ bị khô thì cũng có thể là mang theo các loại kem dưỡng ẩm cho bé. Bây giờ thì mình sẽ nói sang vấn đề thức ăn nha. Giống như Vân cũng thường chia sẻ, và tại vì Thảo cũng có theo dõi Facebook của Vân là Facebook điểm sữa của Vân đó. Đó là nấu cháo sẵn và để trong cái ngăn tủ lạnh. Thường khi mà nấu xong thì mình cũng hay dán ở ngoài. Ngày nào nấu trước, ngày nào sau xác. Để mình có thể sử dụng cho nó hợp lý nhất. Rất là hiểu nhau. Hai đứa rồi mà. Thì các bạn có thể tìm mua những cái loại máy hâm thức ăn mà loại mini á, gọn nhẹ để đem đi du lịch cũng rất là tiện. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ một số mẹo nho nhỏ để mọi người sẽ có thêm những cái kinh nghiệm khi mà đi du lịch cùng với gia đình và các con. Vâng này, ví dụ như Vân á, Vân thường là hả, ví dụ những cái tai nghe nè, những cái dây điện, dây sạc, mọi thứ nè, thì Vân sử dụng như thế nào cho nó gọn gàng? Thường thì Vân có một cái túi riêng để tai nghe nè, dây sạc. Thường có những cái loại kẹp á, loại kẹp mà để kẹp giấy á. À. Thì Thảo thường quấn lại và lấy cái đó kẹp vào, nó cũng rất là gọn gàng. Thảo nghĩ còn một cái điều nữa mà nhà Thảo hay đi á, là khi mình đi ra nước ngoài á, thì cũng nên nhớ là tại vì ở nước ngoài cũng có chứ không phải không có, nhưng mà mình mới qua một cái đất nước khác á, thì mình thường không có biết chỗ để mà mua những cái đồ mình cần, là cái sạc ba chấu. À đúng rồi, quan trọng lắm. Rất khi quan đến trọng. Nơi không có cái đồ nối đó là rất là không bất tiện. Có là không biết như thế nào luôn. Thảo thấy mọi người hay chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cái phần là bố phải có xà bông của bố, mẹ phải có xà bông của mẹ, con phải có xà bông của con, xà bông con trai, xà bông con gái, xà bông em bé. Và những cái đó mình sẽ đem cái lượng mà đủ cho cả gia đình dùng chiếc thôi. Ra. Chiếc ra những cái nhỏ nhỏ để đỡ chiếm cái diện tích của cái vali của mình. Và như nhà của Thảo á, khi mà đi du lịch cả nhà cùng chung với nhau là đều sử dụng dầu gội của em bé cùng nhau hết, và là sữa tắm của em bé cùng nhau hết luôn. Thế còn với những cái trang sức thì sao, thì mẹ Thảo sẽ đựng như thế nào? Thường thì Thảo sẽ mua cái loại mà cái hộp để phân thuốc cho con á, thì mình có thể xếp nhỏ gọn và phân chia từng cái. Thế còn đối với những đôi giày dép dơ thì khi mang về thì mẹ Thảo sẽ xử lý bằng cách nào? Thì có một cái mẹo là Thảo sẽ quấn vào cái túi trùm đầu mà để ở trong khách sạn. Đúng rồi, trong khách sạn. Còn một cái nữa, nói đến đây Thảo mới nhớ, nhà Thảo nhá, thường thì đi lúc nào cũng có hai cái vali. Trước khi mà về á là Thảo sẽ dồn những cái đồ dơ qua một cái vali riêng, và để những cái đồ sạch còn lại vào một cái vali riêng. Và đó là những cái mẹo cơ bản, nhưng mà với những cái mẹo này thì Vân nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể tự tin chuẩn bị cho cả nhà mình một cái chuyến du lịch để cả nhà cùng khám phá mọi thứ. Và trong những cái chuyến đi của gia đình bố Hoàng Bách với mẹ Thảo á, thì có bao giờ xảy ra một cái sự cố nào đó mà nhớ hoài tới bây giờ không? Có một sự cố rất là vui mà đến giờ cả nhà vẫn hay kể lại với nhau, và về cái cô cậu Tê Giác á. Tê Giác rất thích nằm võng, và lần đầu tiên là đi biển Đà Nẵng, bố mẹ cũng lâu quá mới được đi biển, rất là ra mãi mê, bố mẹ cũng ngồi chỉ ngắm biển, ngắm người ta tắm biển. Tê Giác thì với lại một cô chú em nằm đưa võng, cô cứ đưa mắt cũng ngắm biển mà. Tê Giác bò ra khỏi cái võng, thế là cô cậu té đập mặt xuống biển, tức là đập mặt mà cậu cứ nằm cái cảm giác là im ru vậy luôn, tức là bố mẹ sợ quá, tức là tưởng đâu là con gặp vấn đề gì, không phải thấy không khóc không gì hết, tức là thường con nít té mà phản ứng là khóc đầu tiên là mình đỡ sợ, cậu này không khóc không gì hết, tức là bố mẹ sợ quá nhào lại, cô biết việc sợ quá nhào lại là đỡ em lên, rốt cuộc đỡ em lên, em nằm liếm cát em ăn khám phá thế giới mà. Em liếm cát em ăn vào mặt kiểu như là rất là kiểu là rất là thích thú và rất là ngon á, không tức là không khóc không gì hết, bố mẹ em lên thì cười và lưỡi vẫn tiếp tục liếm cát ăn. Tuy là một sự cố khám phá trong cái tình trạng cũng hơi trớ trêu đúng không, nhưng mà rõ ràng điều đó cho thấy rằng là con trẻ rất là thích khi mà được đi ra khỏi nhà và được nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, người thật việc thật. Có lẽ là những cái chuyến hành trình sẽ là một cái điều rất là quan trọng để cả gia đình chúng ta kết nối với nhau. Và dù cho chúng ta còn rất là nhiều những cái công việc và cả sự lo toan nữa, thì Vân nghĩ rằng là chúng ta cũng nên cố gắng gói ghém để mỗi một năm gia đình mình có thể cùng nhau đi đâu đó. Thảo nghĩ là những cái chuyến du lịch nó rất là quan trọng để mà cả gia đình lấy lại năng lượng sau một cái năm làm việc rất là vất vả. Cảm ơn mẹ Thảo rất là nhiều, và hy vọng là hai gia đình chúng ta sẽ sớm có một ngày nào đó được đi du lịch cùng nhau nhé. Chắc chắn. Khi đi du lịch xa, nếu chẳng may các bạn bị côn trùng cắn thì các bạn sẽ xử lý như thế nào đây khi không mang theo thuốc đặc trị? Người nội trợ hoàn hảo sẽ bắt các bạn ngay bây giờ.
Đầu tiên hãy dùng nước hoa. Dùng nước hoa thay thế cho dầu xanh, thoa lên vết mũi đốt, vết sưng sẽ giảm và mất dần. Hãy dùng kem đánh răng. Với vết mũi kiến cắn hay thậm chí là mụn, bạn có thể bôi một ít kem đánh răng lên vùng da sưng đỏ, vết cắn sẽ dịu đi thấy rõ. Với đá lạnh, chỉ cần dùng một cục đá chà vào chỗ bị đốt là có thể khiến các mạch máu co lại, giúp bạn giảm ngay lập tức cơn ngứa từ vết cắn. Hoặc cũng có thể dùng sữa tươi. Hãy trộn sữa tươi và nước với tỷ lệ bằng nhau rồi ngâm chỗ vết cắn vài phút. Chất lỏng này sẽ nhanh chóng làm dịu cơn ngứa ở vết đốt. Các bạn biết không, túi trà lọc sau khi dùng xong, đắp nó vào chỗ côn trùng cắn sẽ giúp đào thải dịch và chất độc của côn trùng ra khỏi vết cắn, làm giảm ngứa và sưng. Sau đây là một vài mẹo thông dụng sẽ giúp cho chuyến du lịch của cả nhà thuận tiện và dễ dàng hơn. Cất sạc pin điện thoại hay dây đeo tai nghe vào hộp đựng kính sẽ giúp bạn dễ dàng tìm và bảo quản chúng. Bạn nên cuộn tròn quần áo khi xếp vào vali, thay vì cách chúng ta hay gấp hàng ngày, sẽ tiết kiệm được khá chỗ cho những vật dụng khác. Tận dụng túi chụp đầu để đựng giày dép, bạn sẽ không lo đất bẩn dây lên quần áo. Hãy chuẩn bị sẵn những món ăn tự chế biến, vừa tiết kiệm được chi phí lại vừa thơm ngon, đảm bảo sức khỏe an toàn cho cả gia đình. Bento thì sao nhỉ? Hãy cùng Thanh Vân gặp gỡ một chuyên gia về nghệ thuật làm bento ở phần tiếp theo nhé. Cả nhà Vân sắp đi du lịch rồi và mỗi lần mà đi xa cùng với các con như vậy thì Vân rất là lo về khoản ăn uống. Vân có tìm hiểu về bento và cũng rất là muốn có thể mang được những phần cơm bento đi để các con vẫn cảm thấy thích thú trong việc ăn mà lại đảm bảo được sức khỏe của mình. Cho nên ngày hôm nay mẹ Úc có mời đến đây một người bạn. Cô ấy là một người mẹ trẻ và cũng là một người đã có một thời gian gắn bó khá lâu với gọi là nghệ thuật làm cơm hộp bento. Chúng ta sẽ cùng làm quen với bạn Phan Sách Cẩm Ly. Xin chào Cẩm Ly. Em chào chị Vân. Và Cẩm Ly ơi, thế thì Cẩm Ly đã gắn bó với công việc làm bento bao lâu rồi? Em hướng dẫn về bento được hơn 3 năm rồi ạ. Lúc mà em học đại học thì em có tham gia chương trình giao lưu văn hóa, thì các bạn Nhật mới giới thiệu về nghệ thuật bento, thì em cảm thấy rất là hứng thú với đề tài này và em tìm hiểu thêm, luyện tập thêm. Sau đó bạn xung quanh cảm thấy rất là thích thú và em mở lớp chia sẻ về bento. Vậy thì bento có nguồn gốc từ đâu vậy Cẩm Ly? Bento có nghĩa là cơm hộp, thì ngày xưa giới quý tộc dùng trong các buổi tiệc trà, nhưng mà ngày nay thì bento đã trở nên phổ biến trong mọi người dân. Thường người mẹ thường hay làm để cho con đem tới lớp hoặc là sử dụng trong các buổi tiệc picnic. Thế thì để làm bento thì chúng ta sẽ cần có những nguyên liệu gì? Chắc chắn là chúng ta sẽ cần có cơm. Cơm thì các mẹ nhớ chọn cơm dẻo nhé. Nếu mà cơm khô thì nó sẽ mất ngon. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ sử dụng nhiều rau củ. Trước hết là cung cấp nhiều vitamin cho các bé. Kế tới là sẽ tạo màu sắc rất là bắt mắt cho hộp cơm. Chị cũng có thử làm bento, nhưng mà cái này thì chắc là không phải là bento theo kiểu Nhật mà bento theo kiểu mẹ Úc. Bởi vì sáng tạo tùm lum hết. Dạ vâng, bento thì thỏa sức sáng tạo ạ. Vậy thì bây giờ mình sẽ thử cùng làm một hộp bento để cho tất cả các bạn đang theo dõi chương trình cũng như là những người mẹ đang chăm con nhỏ cùng biết ha. Dạ. Về phần nguyên liệu thì chúng ta sẽ chuẩn bị rau xà lách, bông cải xanh, cà chua bi và cà rốt. Thức ăn mặn cho bé thì mình sẽ làm tôm chiên cốm và xúc xích. Bên cạnh đó thì có phô mai để trang trí. Ngoài ra có rong biển nữa này. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tỉa hoa cà rốt và xúc xích để trang trí cho hộp cơm thêm sinh động nhé. Rồi, mình sẽ có một cái khuôn hoa. Những cái dụng cụ như thế này thì chị thấy là ở một số cửa hàng Nhật thì cũng có bán. Yeah. Tuy nhiên là chị thấy những cái dụng cụ nó đơn giản thì nhiều hơn. Còn ở đây có một số dụng cụ có vẻ phức tạp hơn thì không biết là các mẹ có thể mua ở đâu? Các mẹ có thể mua ở các cửa hàng chuyên bán dụng cụ bento ở online. Bây giờ mình sẽ tỉa cho cà rốt rõ nét hơn chị nhé. Bento thì có mấy loại Cẩm Ly ha? Bento thì chủ yếu làm từ cơm, nhưng mà chúng ta cũng có thể sử dụng thêm hamburger hoặc là bánh mì hoặc là mì Ý nữa. Tỉa hoa xúc xích chị nhé. Mình dùng một khuôn ngôi sao ấn thẳng vào xúc xích như thế này. Khi mình đem luộc thì xúc xích sẽ xè ra như thế này. À, vậy thì khi mà mình chuẩn bị hết những nguyên liệu này xong thì bắt đầu chúng ta sẽ luộc. Đúng rồi, Ly có luộc sẵn một dĩa. Bây giờ mình sẽ chuyển qua phần trang trí bento luôn ha. Mình ép cơm về phân nửa hộp cơm nhé. Cẩm Ly có phải là vừa mới ra một cái cuốn sách về nghệ thuật bento đúng không? Dạ đúng rồi, sách mới vừa phát hành thôi chị.
Cuốn sách đó có tựa đề là gì vậy? Hơn cả ăn ngon, đúc kết kinh nghiệm dạy bento 3 năm của em ra cuốn sách đó đó. Có cả bento về hamburger, bento về mì Ý, bento về phở. Chúng kết hợp tất cả các nguyên liệu về Nhật và Việt Nam luôn. Rất là hay và cũng rất là hữu dụng cho các bà mẹ. Chúng ta sẽ dùng phô mai để cắt mũi cho chú cún. Một hộp cơm bento đẹp chính là ngũ sắc. Chúng ta hãy áp dụng thật nhiều màu sắc thì hộp cơm sẽ trở nên sống động hơn. Tức là thay vì mà chúng ta nói là con ơi con ăn cơm đi, thì nhiều khi các con của chúng ta sẽ đã đảo, bởi vì ngày nào cũng cơm là các bé ngán lắm rồi. Vậy thì tại sao chúng ta không sáng tạo để có thể tạo ra những hộp cơm như thế này? Có thể ngày hôm nay là mình làm một hộp bento cún, ngày mai mình sẽ làm bento gấu, bento thỏ và rất là nhiều những con vật khác nữa. Vân nghĩ rằng là những hộp cơm này cũng sẽ rất là phù hợp cho những chuyến đi chơi xa của gia đình. Một hộp cơm này chắc mình cũng có thể để được trong vòng vài tiếng đồng hồ. Khoảng 4 tiếng. Vân nhớ để chỗ mát nhé. Và để chỗ mát thì hy vọng là với công thức rất là đơn giản này thôi thì các mẹ có thể sáng tạo để tạo ra những món quà là những hộp bento thật là dễ thương cho các con của mình. Cảm ơn Cẩm Ly nhiều nhé. Và chúc là cuốn sách của Cẩm Ly sẽ đến được với tay nhiều mẹ hơn nữa, để nghệ thuật bento sẽ được biết đến rộng rãi hơn nữa tại Việt Nam mình. Cảm ơn chị Vân. Còn một người bạn nữa sẽ đồng hành cùng những chuyến đi xa của gia đình bạn. Hãy chăm sóc, lau rửa chiếc xe bằng những dung dịch vệ sinh chuyên dụng nhé. Hy vọng là với tất cả những kinh nghiệm đã được chia sẻ ngày hôm nay, người nội trợ hoàn hảo sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn để có thể chuẩn bị cho cả gia đình mình những chuyến du lịch đầy ý nghĩa. Hãy lên đường và khám phá thế giới các bạn nhé. Và cũng đã đến lúc Ốc Thanh Vân phải nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả rồi. Trước khi tạm biệt thì Vân cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ nhãn hàng nước tẩy rửa Dove thuộc tập đoàn SC Johnson đã luôn đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Hôm nay chúng ta sẽ làm bento cún. Bento gấu 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 gấu. Thường chị ở nhà mà chị làm cái gì cho con chị đó, chị đặt tên. Hoặc là cho con tự đặt tên. Khi mà con muốn ăn lại cái món đó, con sẽ nói với mẹ. Các bạn ơi, đừng quên nhấn nút subscribe để tiếp tục theo dõi người nội trợ hoàn hảo cùng với Ốc Thanh Vân trên kênh YouTube của Channel B nhé.